Rồi chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm qua mình có đăng ở đây là về 50 cây bô. Thì đúng sáng nay luôn, tầm 7 giờ à, là bên xe họ giao tới cho mình luôn em. Rất là tốc độ ha, mình hơn so với mình nghĩ luôn. Thì hôm qua mình có đăng lên thì mình đã bán hết rồi anh em. Thật sự luôn, mình đăng lên là chưa có hàng về luôn. Bây giờ mình mới được nhìn thấy mặt của nó. Nhưng mà thật sự là từ tối hôm qua, tầm 7 giờ tối hôm qua là mình đã bán hết rồi. Cái clip sau mình lên là lúc đó mình bán chỉ còn có 1-2 cây rồi mà bán sạch luôn, không còn nữa rồi. Thì rất là nhiều anh em ta mua được, 50 người mà 50 cây thì cũng phải 40 người, 50 người mua. Tuy nhiên là có một số anh em không mua được thì anh em chúng ta lại hối tiếc. Và một số anh em nữa thì chúng ta mua hụt đó, thì anh em kiểu cảm giác bị cáu anh em. Kêu là hàng hôm nay mới về mà không có bán hết, anh em bị cáu. Thì anh em nói là mình là đăng đểu, đăng không đúng, kêu có hàng chứ có đâu. Thì đây, hôm nay đây anh em, có hàng cho anh em nha. Đó, thì đây là 50 cây bô mà mình nói hôm qua cho anh em là bô 1955, hàng nhập Thái loại 1. Thì nó đẹp như thế nào, mình sẽ mở cho anh em coi luôn. Ở đây anh em thấy không, bô thì người ta bên Thái về, ta đóng rất là kỹ cho mình ha. Đây là anh em không phải lo, quấn thì cái rất là đẹp. Nên là về là mình chỉ có việc mình xài thôi. Anh em lưu ý cái này là bô loại 1, 1955. Giá của nó có 670 ngàn một cây thôi. Và anh em đã đặt hết rồi, rất là hiếm hàng nha anh em nha. Không có đủ hàng để mà mua luôn. Chứ đừng có nói mà cái này mà bán ế anh em ơi. Cái này là với cái mức giá đó và cái chất lượng như thế này thì không bao giờ mà ế luôn nha anh em nha. Họ làm rất là kỹ nè, thấy không? Không rất là kỹ luôn. Rồi. Làm kỹ lắm anh em, nói chung là đã lắm. Thì mình về mình bán 50 cây có đâu 1 tiếng đồng hồ là mình bán hết rồi. Thì nhiều anh em 1-2 tiếng đồng hồ là bán hết rồi. Thì nhiều anh em mua hụt, anh em cáu lên, anh em không ấy ha. Đây anh em ha, thấy sao, anh em thấy ghê không? Đó nè, đây em quay cho anh em coi này. TIS 1985 C100 nha, Honda nha anh em. Rất là đẹp luôn anh em không? Đít loe này, ít là nó le ra một khúc này. Đấy, ở đầu của cái này là nó có chữ S rồi này, anh em thấy chưa? Em thấy được chữ S không? Đó, chữ S cái này này. Đấy, thấy không? Thấy không? Đó, anh em thấy chữ S chưa? Và cái đuôi bô này sau là bóng rồi nha, chứ không phải bô mờ như những cái bô lô nha anh em nha. Những cái bô hàng Việt Nam là nó sẽ là cái đít nó sẽ mờ, phần đuôi là sau là sẽ mờ này, còn phần lưng sau mờ nha. Còn này nó bóng luôn, mặt trước bóng luôn, rất là đẹp, vỉ đầy đủ cho anh em luôn. Về là chỉ có việc gắn vô là lượm lúa thôi. Đó thấy không, đẹp ghê không, cổ hết đầy đủ hết cho anh em nha. Đó thì một cây này anh em thấy nó đóng bóng đẹp thế này mà nó có 670 ngàn à. Bởi vậy mình bán đâu có 1 tiếng đồng hồ là hết, 1-2 tiếng đồng hồ là hết 50 cây, không có còn đủ để mà bán nữa. Thì anh em cũng thông cảm, nhiều anh em ta không biết, anh em nghĩ là mình đăng lên mình nói chơi, mình nói xạo rồi mình báo hết hàng để câu view câu like. Như thực chất đây, hàng bên mình lúc nào cũng có sẵn cho anh em ha. Hàng về là mình lên liền cho anh em nè, nhưng mà mình cũng nghĩ là không nghĩ là nó nhanh như vậy. Nhưng mà 50 cây bán quá nhanh luôn em ơi. Đó thì tí mình sẽ quay một cái clip mình đóng hàng, mình đi hàng cho anh em, cho nên để cho anh em yên tâm về cái vấn đề hàng hóa bên mình, cho anh em không phải lo nha. Nhiều anh em kêu không có hàng mà đang lên sạo này kia. Nhưng mà tí bên mình đóng xong đi đơn. À đúng rồi, em vô đây cho quay cho anh em coi đơn hàng luôn. Đây đúng không em? Đâu nhỉ? Đổ bill đâu nhỉ? Đợi xíu nha anh em nha, mình đi kiếm cái đổ bill ấy. Anh em đang đóng hàng chưa biết cái đổ bill nằm đâu. À, đây, đây là đổ bill của bô nha. Nè, bô này. Đây, bô này. Đó, bô này. Toàn là bô thôi. Đấy, nhiều bô lắm anh em, toàn là bô thôi nha. Đây, anh em nhìn cái shop bill nó dày thế này. Anh em biết rồi, không à? Đấy, shop bill dài, chưa nói một rổ bên này nữa nè. Đây, một rổ bên này nữa. Đấy. Nên là anh em không phải lo, không phải lo về vấn đề bên mình là người thật việc thật hết nha. Này, bô đây, bô. Móc đâu cũng toàn bô thôi. Bô, bô. Đấy, anh em thấy chưa? Cho nên là nhiều anh em nói là không có chuẩn này kia là tầm bậy anh em nha. Đây, tất cả hàng hóa bên mình là lúc nào cũng có đầy đủ sẵn ở tiệm hết cho anh em. Cho nên là anh em cần thì anh em liên hệ nha. Còn bô này thì nay tạm thời hết hàng rồi, cho nên là những anh em nào mà chúng ta cần thì mình ráng mình đợi thêm một thời gian nữa, biết đâu nó lại có nha anh em nha. Tại vì cái đợt trước với cái đợt này cắt nhau hơn 10 ngày lận. Thì cái đợt này với đợt sau thì cũng không biết bao nhiêu, nhưng mà nói chung là số lượng về bao nhiêu là hết bấy nhiêu anh em ơi. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha. Tí mà clip đóng hàng xong mình sẽ quay cho anh em luôn nha.
Rồi, Shop Chân Đà xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm bữa mình cầm một tuần hơn rồi, thì mình có đăng lên 10 cây bô 1985, Anihari 1985 thì mình đã bán hết. Thì cái đấy nó là hàng loại 1 nhập Thái, mình có quay rất là chi tiết cho anh em rồi. Thì bên cảng họ mới gọi cho Đạt rồi anh em ơi. Thì hàng chuyến hàng này nó đã cập bến rồi. Thì chắc tầm ngày mai là bên hàng nó sẽ về tới nha anh em nha. Thì đâu đó khoảng được 50 cây á, thì cũng khá là nhiều rồi, thì chắc cũng đủ để bán cho anh em lăn quanh. Đó, thì ngày mai là sẽ về thông báo trước cho anh em luôn, để anh em có đặt thì anh em tranh thủ. Tại vì bữa trước thì mình về mình đăng lên thì nó có 10 cây, thì đăng cái bục phát là hết, rất là nhiều anh em không mua được. Thì ngày mai là sẽ có 50 cây bô 1955 hàng loại 1 nhập Thái về. Chuẩn nhập Thái nha, nhưng mà hàng loại 1 bên đó thì nó rất là dày, rất là đẹp, mình đã có quay rồi. Thì anh em nào mà chúng ta cần thì anh em có thể quan tâm, anh em đặt từ bây giờ nha anh em nha. Thì mình đăng lên để cho những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu đặt đó thì anh em đặt trước, để mai về mình có hàng mình gửi luôn. Chứ còn nếu không, ngày mai mình đăng lên thì đôi khi một số anh em nhận trước với mình á, thì nói thẳng ra đặt không có lưu. Tại vì nếu mà nhận đặt trước từ hôm bữa thì đôi khi hàng nó không có về được, thì mình lại không bán được cho anh em. Cho nên là mình hôm nay thì hàng nó có gần tới tay rồi, nó đang ở cảng rồi. Thì về hàng thì mình sẽ đóng mình gửi cho anh em luôn. Thì cái giá nó vẫn như vậy nha anh em nha, 670.000 một cây, giá nó quá rẻ rồi. Và về được 50 cây thì trong ngày mai là nó có hàng. Thì nếu mà có hàng thì mình đăng lên cho anh em, nhưng mà giờ mình báo trước cho anh em, để mà anh em chúng ta nếu mà anh em cần thì anh em tranh thủ anh em lấy trước. Nói chung là số lượng nó cũng không phải là quá nhiều, và hàng này thì nó cũng thuộc dạng rất là hiếm rồi. Mình gần như là độc quyền, mình đạt có thôi. Thì cái giá 670.000, nếu anh em nào chúng ta cảm thấy anh em cần, anh em muốn mua, và hôm bữa anh em mua hụt á thì anh em tranh thủ nha. Tại vì hôm bữa có 10 cây, mình đăng lên nó khoảng 5 phút là bán hết sạch rồi. 5 phút thôi, không được lâu nữa. Thì tại cái giá nó quá là hợp lý cho anh em, mà chất lượng thì anh em nhìn ở trong clip rồi. Hôm bữa nhiều anh em nhận được, anh em hỏi nếu mà có lấy anh em 20 cây để dàn bán lại này kia, nhưng mà thực sự không có đâu anh em, không có nhiều ở đâu. Cho nên là nếu mà anh em cần thì anh em có thể đặt trước từ hôm nay nha. Ngày mai mình nhận đơn, nay mình nhận đơn rồi mai hàng về mình gửi luôn cho anh em. Thì số điện thoại của Shop Trần Đạt vẫn như vậy thôi, 0915 434 913. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha. Anh em nào cần thì liên hệ với mình. Một cái bô 1985 loại 1 nhập Thái, giá nó chỉ có 670.000 thôi, rất là rẻ. Nên anh em chúng ta có nhu cầu liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn. Shop Tùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Này, có một cái con hàng này phải gọi là đỉnh cao luôn em ơi. Đỉnh cao của hàng ngon anh em nên mua, khuyên thật. Ở đây mình có, anh em thấy gì không? Thấy bô không nhỉ? Đó, mới vừa khui cái bô ra xong, đẹp mà rưng rưng luôn em. Thì ở đây mình có một cái bô TS341-1955 nhập trực tiếp từ Thái Lan về. Nhưng mà cây này thì nó không phải là hàng zin nha anh em nha, mà cây này nó là hàng giả zin, loại tốt nhất ở bên Thái luôn. Tại vì anh em biết rồi, 1955 nó không có hàng zin nha anh em nha. Nó chỉ có 2543 có hàng zin thôi, 1955 mà nó không có hàng zin. Thì cái này là 1955 nha anh em nha, C100 1955. Ok, bô này thì full vỉ đầy đủ cho anh em, vỉ và cổ đầy đủ hết nha anh em nha. Nốt hàng này kia cực đẹp luôn, nước xịt rất đẹp, đít loe cho anh em luôn. Đít loe luôn, bô đuôi có chữ S luôn. Đấy, khó thấy nhỉ. Đấy, anh em thấy chữ S không? Chữ S đầy đủ cho anh em luôn, bộ đẹp lắm, bóng loáng luôn, rất là đẹp nha anh em nha, thực sự luôn. Còn cái bộ lên anh em thấy nó đẹp, cái độ mức độ đẹp của nó hoàn thiện này. Anh em nhìn nốt hàng đi, nhìn cái nốt hàng này anh em thấy ghê không? Đấy, dữ dội chưa? Rất đẹp luôn nha anh em nha, nốt hàng phải nói là rất đẹp luôn. Đó, bộ đẹp lắm này, nốt này, nhìn đã đó nha anh em nha, mặt sau bóng luôn. Mặt sau bóng thì phải mặt sau mờ nha. Đây mặt lưng này, mặt lưng là lưng bóng này, chứ không phải lưng mờ như mấy cái bô lô luôn em. Lưng bóng luôn, giống y chang bô jean luôn, giống y luôn nha, nói thẳng là giống y chang bô jean luôn. Rất đẹp. Bô này bô rim Thái nha anh em nha, có vỉ cho anh em luôn. Cái vỉ này bình thường đã bán là 100.000 một cái nè, có vỉ sẵn cho anh em luôn. Bô đùi chữ S luôn. Thì hôm qua mình đăng cái này lên trên Zalo, mình hỏi anh em là cái bô này thì anh em nghĩ bao nhiêu tiền, thì nhiều anh em comment là 30, 40 triệu gì đó. Nhưng mà Đạt thì bán cái bô này, mình đã nói từ đầu nha, bô này là bô hàng loại 1 của Thái nhập về, nhập khẩu 100% từ Thái Lan về. Nhưng mà nó là hàng giả zin, nó là hàng loại 1 thôi. Giá của nó thì không có đắt tí nào luôn,
670 ngàn một cây thôi anh em. 670 ngàn một cây. Và đợt này mình về được đúng 10 cây luôn. Đâu rồi? 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 cây, đúng 10 cây duy nhất luôn anh em. Thì anh em biết được cái giá trị của nó. Một cái cây 1955 này anh em lên xem. Thì thực sự luôn, tiếng nổ mình đã test rồi. Vì mình không có dám gắn vô nhiều, anh em gắn vô mình nẹt có cái mình bỏ ra thôi. Tại vì nó có 10 cây, mình cũng không muốn gắn vô mất con thành bố cũ. Thì tiếng nổ rất là êm luôn. Cam kết với anh em tiếng nổ cực kỳ êm. Tại anh em biết cái loại bô đít chữ S này này, nó không khác gì cái bô zin rồi. Đấy ha. Tất nhiên là chất lượng thì bô zin và bô loại 1 nó vẫn có sự khác biệt. Nhưng mà bô này bô loại 1, nhưng mà cái loại bô Sài Gòn vớ vẩn nha anh em nha. Đó, nó rất là mỏng, cái này nó nặng lắm. Cái bô này cực kỳ nặng luôn, nặng chật ra. Cầm rất là đã. Đấy. Thì với cái mức giá của nó chỉ có 670 ngàn thôi. Mình có 10 cây. Muốn lên giới thiệu cho anh em hàng độc lạ cực kỳ hiếm luôn. Tại vì sao mình không về nhiều, cái này mà về có nhiều mình cũng về nhiều rồi, nhưng mà có 10 cây à. Thì mình để cái giá giao lưu văn nghệ cho anh em luôn, 670 ngàn một cây. Thì anh em nào lấy thì liên hệ, có anh em nào lấy hết, lấy hết luôn, lấy hết 10 cây này luôn. Tính anh em giá dưới 630 ngàn luôn, ok chưa? Bao rẻ cho anh em chơi luôn, lấy hết 10 cây này, ba giá bao rẻ cho anh em luôn. Còn anh em nào lấy một cây giá là 670 ngàn. Giá này thì khỏi phải nói nhiều anh em. Cây bô Tân Tiến hôm nay 500 ngàn, 600 ngàn một cây rồi. Mà cái bô này hàng Thái nhập về 670 ngàn một cây. Honda này TIS 1985 luôn. Anh em nhìn chứ 1985 này, anh em thấy cái độ sắc nét của nó nè. C100 độ sắc nét của nó nè, thấy chưa? Không có phải dạng vừa nha anh em nha. Cho nên là những anh em mà đang chơi bô Tân Tiến, bô VD, anh em bỏ hết đi. Anh em mua cái này về anh em chơi này, 670 ngàn à, không có sự, có rất là rẻ để anh em mua rồi. Chứ không cần phải mua bô Việt Nam làm gì nữa. Anh em mua cái bô Tân Hòa này kia, nó có chữ Tân Hòa, Tân Tiến rồi, nó to đùng ngay đây làm gì, đúng không ạ? Mình cứ mua hẳn 1985 hàng loại 1 về chơi. Giá có 670 ngàn mà tiếng hay, nổ hay lắm. Bô Thái nha, anh em cầm lên rất là nặng luôn, cực kỳ nặng. Rồi ok, anh em nào mua liên hệ với Đạt. Nước si thì bóng khỏi này, khỏi che rồi nha. Đấy, anh em nào cần nha, có 10 cây thôi, nên là anh em tranh thủ giúp cho Đạt nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, quá đẹp.